Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh không thời hạn kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với 21 đơn vị kinh doanh vận tải đăng ký kinh doanh xe hợp đồng, tuyến cố định, vận tải hàng hóa bằng container đã cấp phép từ tháng 4 năm 2023. Theo đó, các công ty đã không kinh doanh vận tải trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp phép kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh vận tải trong thời hạn 6 tháng liên tục. Trong đó có công ty cổ phần AST Group, công ty du lịch Công Vàng, công ty thương mại dịch vụ Hồng Kông, hợp tác xã The Escor, công ty dịch vụ vận tải HAT, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Thành Công, công ty vận tải Huỳnh Thiện Phúc, vận tải Quốc Cường, công ty hóa chất Bảo Long. Cùng ngày, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo ký văn bản quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô không thời hạn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi với lý do cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh.